quê tôi, Quang Họ Bắc Ninh là di sản của toàn nhân loại. Bên mái đình cong, ai nghi vạch nón đời, nghe tiếng người ơi, bên sông bắn gọi đò. Và xin mời quý vị chúng ta cùng du xuân chảy hội về với vùng quê Kinh Bắc. Nơi đây là vương quốc của lễ truyền thống hát trao duyên. Cứ bắt đầu xuân về, đâu đâu trên vùng quê Kinh Bắc cũng vang lên tiếng trống hội. Ca dao sư có câu rằng, mùng 4 chưa hội kéo co, mùng 5 hội ó chẳng cho nhau về, mùng 6 chưa hội bồ đề, mùng 7 trở về chưa hội đống cao. Trống đã rụng, người ơi đi chảy hội, nóng ba tầm cánh áo tứ thân. Xin gửi lòng mình trong câu hát, trống rộn ràng đi chảy hội mùa xuân. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị chúng ta cùng đến một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lương, bài hát chảy hội xuân. Mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát Anh Hai Chị Ba Quan Họ. Hội nào chị em ơi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý đồng hồ đã và đang dành tặng cho